Xin kính chào chị em. Hôm nay đồng hồ cũ chính hãng sẽ review một cái đồng hồ cũ xi xịn và nói thêm về quá trình thay dây, thay pin cũng như là phân biệt sơ qua xem thế nào là một chiếc cũ xi xịn. Mình đã tháo cái dây nó ra rồi, dây của chiếc đồng hồ đây. Đấy. Đồng hồ này được sản xuất khoảng những năm 1990 và khi đó thì Pháp vẫn sản xuất dây da và cái dây da này được sản xuất tại Cộng hòa Pháp. Khóa của đồng hồ đây. Đấy. Bên này cũng vậy. Dây da của họ đây. Cái núm của đồng hồ sẽ có chữ Gucci đấy, mặt sau dập biểu tượng của Gucci và đây là chiếc Gucci 2600M. Họ mạ vàng rất chi là dày, nó dày tương tự là bọc vàng ấy. Khi mà lắp đáy thì các bạn nên lưu ý là chúng ta phải có cái giấy bóng bọc ở đây đấy, sau đó mới đóng vào cái vết mở thì nó sẽ hạn chế cái việc mà là bị xước sát cái vỏ đồng hồ, vì những chiếc đồng hồ này nó mang tính thời trang nó cao đúng không ạ, nên xước sát một chút là nó mất cái giá trị của đồng hồ đó. Thế chính vậy mà nhiều khi các bạn sẽ đặt ra những câu hỏi là tại sao trước kia lại giống y hệt chiếc này mà chiếc kia 10 triệu mà chiếc này chỉ có 5 triệu, thì hai cái nhìn thì nó giống nhau nhưng mà ví dụ một cái nó mới 97 98%, một cái nó chỉ mới được 95% thôi. Khi đánh giá như vậy thì cái giá nó sẽ bị tụt xuống rất chi là nhiều. Đó, mình đã mở chiếc đồng hồ ra rồi. Đây là phía trong chiếc đồng hồ. Đấy. Một chiếc xịn thì đa số phía trong này nó đều phải đầy đủ. Gucci được làm tại Thụy Sĩ. Mạ vàng dày 10 micron. Đây là chiếc 39.980. Đây là phía trong của máy đồng hồ. Tất cả Gucci đều sử dụng cái máy gọi là một cái loại máy gọi là máy ETA V7 hoặc là V8 quắc của Thụy Sĩ. Không có dùng máy nào của Miyota hay là Seiko Nhật Bản như là một số nơi người ta nói. Mình nói lại một lần nữa. Nếu như mà các bạn gặp những cái đồng hồ mà Tissot, Rado, Omega, Longines và Gucci mà bảo máy Nhật hoặc là chuẩn Nhật gì đó thì đó là đồng hồ fake, đồng hồ nhái. Vì những hãng này là người ta không có đặt cái cơ sở sản xuất tại Nhật Bản. Đúng không? Người ta đặt cơ sở sản xuất tại Thụy Sĩ và người ta theo tiêu chuẩn Thụy Sĩ. Mà theo tiêu chuẩn Thụy Sĩ thì nó phải có máy Thụy Sĩ. Chứ không có chuyện ship made tức là sản xuất tại Thụy Sĩ mà người ta lại nhập cái máy của Nhật Bản về người ta lắp. Rất chỉ là vô lý. Đấy, mình chỉ nói phân tích như vậy để anh chị em hiểu. Bây giờ chúng ta kiểm tra và thay pin. Đấy, các bạn nhìn kỹ. Cái biểu tượng ETA và máy là máy 980.003 V8 7 chân kính. Đấy, tức quắc nhưng mà có chân kính. Những cái máy của đồng hồ tốt, đồng hồ đắt tiền thì bao giờ có chân kính. Còn những máy xuất khẩu, ví dụ như Thụy Sĩ xuất khẩu sang Hồng Kông để lắp ráp hay là Nhật Bản xuất khẩu sang Quảng Đông rồi Hồng Kông rồi Thái Lan lắp ráp những cái đồng hồ mang tính thương mại thì nó sẽ không có chân kính, thường là như vậy. Bởi vì là cái máy có chân kính nó thường là riêng độc cái máy quắc của nó đã thường là 1 triệu, 3 triệu, 5 triệu, 7 triệu, thậm chí là chục triệu. Thì làm sao mà lắp vào những cái đồng hồ 1, 2, 3 triệu hoặc là 5 triệu được, không lắp được. Đó. Pin này của đồng hồ là pin 521. Thì các bạn chú ý trong quá trình lắp pin thì hôm nay mình cũng nói sơ qua một chút. Một là các bạn phải lắp được đúng pin của nó.
pin các bạn mà chỉ dày một chút nha, tức là pin Trung Quốc, là pin Trung Quốc, pin nó sẽ bao giờ dày hơn một chút, có thể chiều rộng bằng nhưng mà dày hơn một chút, thì dẫn tới là bao giờ nó cũng bị kích vào đây, nó ép lên cái màn này, và sau đó thì dẫn tới là cái kim sẽ không chạy. Vì những cái đồng hồ chính xác cao thì người ta làm cái độ sai lệch của nó chỉ khoảng độ tầm 0,01 mm thôi đấy. Thế chỉ cần kích một chút cái là nó sẽ ép cái trục vào cái mặt kính và sẽ hỏng cái đồng hồ của các bạn đó. Thế nên là không được thay pin rẻ, thay pin rẻ chạy được một lúc, chạy được một thời gian là sẽ bị kích vào và sẽ hỏng. Cái pin Trung Quốc thì nó tương đương thì nó chỉ có 1.000, 2.000, 3.000 một 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 cái một quả pin thôi, còn những pin sản xuất tại Nhật Bản xịn hoặc là tại Thụy Sĩ xịn thì nó toàn là đâu ấy dăm 70, 100, 200 nghìn. Thế là dẫn tới là những cái ông bán hàng nhái thì người ta bán cả cái đồng hồ có 200 nghìn, hoặc là mua cả cái đồng hồ bên Trung Quốc về có 70 nghìn để về bán 2, 3, 4, 500, 700, thì pin người ta phải lắp cái loại pin 1.000, 2.000 thì người ta mới có lãi chứ, chứ lắp cái loại pin mà riêng được quả pin một vài trăm nghìn thì chết đói. Sau khi thay pin xong thì các bạn sẽ lưu ý được ở cái viền rìa của cái nắp đồng hồ nó thường nó có bị bẩn, thế dẫn tới là nước nó sẽ dễ vào được. Mặc dù là những đồng hồ này không phải là đồng hồ chống nước, thế nhưng mà nếu mà chúng ta mà bảo dưỡng bảo hành tốt và là người lắp máy có tâm thì thường là chúng ta cũng chống được nước cho khách hàng ở mức độ tương đối đấy. Còn nếu mà chúng ta mà làm một là cẩu thả, hai là không có tâm, thì dẫn tới rằng là cái đồng hồ nó thường là chống nước nó sẽ kém đấy. Mặc dù là ngay từ nhà sản xuất ra người ta không hề đề ra cái đồng hồ này là đồng hồ chống nước, đúng không ạ? Nó chỉ là 3 ATM này là tiêu chuẩn thôi. Tiêu chuẩn tức là gì? Là ông rửa tay rửa tiếc bình thường được thôi đấy. Thế bây giờ mình, thế nên các bạn cần phải vệ sinh những cái khu vực này đi sau các bạn lắp vào. Thế còn nếu bạn nào mà muốn học cái khóa học về chống nước cao cấp, chống nước cho tất cả các đồng hồ, thì mình thì inbox cho mình 5 triệu VND là mình sẽ chuyển giao công nghệ chống nước đơn giản dễ làm cho đa số các đồng hồ, trừ những đồng hồ 1950, 1960, khi mà cái cót vặn của nó, cái lỗ cót nó to như là cái ống bút bi, nó rỗng ra như thế thì chúng ta không chống được đấy. Còn lại là chống được hết. Bây giờ là như vậy, là việc đầu tiên thì mình sẽ lắp vào. Tiếp theo đó là gì nhỉ? Cái dây của nó thực ra thì nó sản xuất 30 năm trước rồi, nên là chúng ta chắc chắn rằng là gửi là cái dây này cho khách hàng thì chúng ta vẫn gửi, nhưng mà ta cần phải thay cho khách hàng một cái dây cho nó tốt đấy, tốt thôi, chứ không thể là đòi hỏi là nó phải là cái dây nó chính hãng thế này kia, không có cái việc đó. Vì đọc cái dây của đồng hồ Gucci này, nếu giả sử các bạn mua được chính hãng thật sự ở trên thị trường quốc tế thì nó khoảng độ tầm 4 triệu một cái dây này rồi đấy. Cái đồng hồ này nếu mà khi mới thì nó vào khoảng độ tầm 1.600 đến 2.000 USD thời giá ngày nay, và bây giờ cũng thế. Bây giờ cứ bất cứ một cái Gucci nào đời bình thường ra đời thì cũng khoảng độ 2.000 USD, nên không có cái Gucci nào mà 2 triệu hay là 3 triệu, trừ những cái mà người ta bán máy, tức là gì ạ, tôi cũng có một số cái nhưng mà tức là nó xấu quá rồi. Tôi chỉ định là bán cái máy ETAV 87 chân kính này này thì tôi bán với giá 2-3 triệu này đấy, còn lại là không có đấy. Mình chia sẻ với anh em như vậy đấy. Đôi khi các bạn có thể liếc sơ qua một cái đồng hồ Gucci 2006, các bạn sẽ nhìn thấy ở phía bên rìa của cái dây da, các bạn có thể nhìn thấy có ký hiệu là 10 ở chỗ này. Đây là ký hiệu là ý nói là độ dày 10%, thì chỉ có những cái đồng hồ xịn thì nó mới có ký hiệu đó, thì các bạn để lưu ý một chút. Chứ còn có thể bề ngoài nhìn nhìn ấy thì chúng ta không phân biệt. Như vậy là mình đã hoàn thành xong quá trình thay pin, giới thiệu về máy của loại đồng hồ này, cũng như là các đặc trưng đặc điểm để phân biệt được đồng hồ nhái, đồng hồ thật Gucci 2600. Chiếc đồng hồ này được sản xuất hơn 30 năm trước, và hiện nay thì như tình trạng trên này mình đánh giá là mới vỏ, thân vỏ khoảng độ tầm 97-98%. Dây da thì chúng ta bắt buộc phải thay, vì 30 năm rồi thì virus vi khuẩn nó bám vào đó rồi thì nó bẩn. Và nhân tiện đây thì cảm ơn cô bạn ở miền Nam đã đặt mua chiếc đồng hồ này, và chiều nay mình sẽ ship cho cô bạn này. Cảm ơn các bạn đã coi video.